Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn ha, và tất cả những quý khách hàng mến quý. Mô tô Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Có mua, có bán, có trao đổi luôn quý khách ha. Thường xe sẽ lớn, đẹp, độc. Và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng, sang tên mới được mua bán giao dịch ha quý khách ạ. Rồi, như mọi khi hôm nay mình sẽ review giới thiệu chiếc xe mới về, một chiếc đến từ nhà Triumph. Đây là chiếc Triumph T120 nha, đời 2021. Đây. Triumph 2021, một dòng T120 Black nha. Đúng ra là chiếc này phải nói rằng là 2022 mới đúng. Tại vì phần này đây là đời 2022 nè, sản xuất sớm là 2021. Chứ số VIN của nó là số tới phần N rồi. NM là 20, NM là 2021, mà này là N rồi, là 2022. Chiếc này đập thùng tháng 12 của 2021. Rồi ra đi em. Mưa không làm được ha, Nhân hả? Không làm được. Đây, được đập thùng tháng 12 2021 nha. Này là bản của 2020 luôn này. Chiếc xe mới lăn bánh 4.500 km. Một chiếc xe siêu xe lớn. Rồi, đi ra đi em. Sao đâu, ra đi. Rồi qua. km ha. Một đây. Rồi. Dòng này có hai bốt chạy hả sao? Này hai bốt chạy ron và rod và ran. Mới lăn bánh 4.500 km thì xài lướt còn mới lắm. Để em tắt cho để lắc yếu sợ yếu bình. Này. So với T100 thì chỉ một dĩa thôi, còn T120 là hai dĩa ha. Này, thắng ABS thì nằm bên này. Cụm đèn pha của T120 này, đèn này đèn halogen ha, đèn demi led. Rồi. Mới xài lướt nên còn rất là mới, rất là đẹp ha quý khách ha. Đây có vô những cái nắp đồ chơi, những cái nắp đầy này, nắp nhớt lặt vặt hơi một số đầy này thôi chứ cũng không có nhiều lắm, cơ bản chỉ mấy cái thôi. Có chống đổ nữa nè, có vô bộ chống đổ, vô được bộ chống đổ nữa nè. Này hai tông màu nha, này tất cả màu mờ hết, trên đen mờ, còn dưới này xám mờ, này là màu xám đen nha, xám đen mờ. Nó mới quá không biết tả gì thêm hết.
chắc cũng không cần nói gì thêm đâu, mình chỉ nói về thông số thôi, chứ chiếc xe mới dùng có mấy ngàn km mà đi mới mua tháng 12/2021 mới xài có 4.500 thì không cần phải nói gì thêm đâu. Mình bán mình cam kết nha, không trầy xước, không đâm đụng té ngã nè. Còn bảo hành đến cuối 2023 thì này đập thùng tháng 12/2021 thì đến cuối 2023 mới hết bảo hành nha, tháng 12. Rồi trọng lượng của chiếc T120 thì 224 kg, so ra nó là phân khúc đối thủ của CB1001 á. CB1001 thì nặng hơn. Dòng Lexus thì 1.200 phân khối, tại này cũng là một đối thủ của CB1001 như mình đã nói. CB1001 thì nặng 255 kg lần. Còn chiếc Renegade thì cũng nặng 200. Dạ em chào anh Nhân, đợi em tí. Dòng này thì so ra thì vẫn nặng nhẹ hơn chiếc CB1001 đâu đó 30 kg lần. Các anh mà vừa rồi mà sợ CB1001 đồ nặng đó thì coi tham khảo thử chiếc này ha. Chiều cao yên của chiếc này thì cũng tương đương với chiếc 1001, chiếc này cao chiều cao yên 790 thì nó cũng không có quá cao. Những anh cao 1m6 thì sợ, nhưng mà thật ra ngại, nhưng mà thật ra cũng dùng ok, tại chiếc xe nó nhẹ cho nó không có nặng. Đây, thùng xăng này thì đổ đầy được 13 lít hay 15 lít gì quên rồi. Thôi nó cũng đủ nhiều á nha, quên rồi. Mình thiên về tình trạng xe rồi thôi nha các anh. Lắm lúc nó cũng hơi quên. Ghi hình Harley nhiều nè, Honda nè, Triumph, nó có rất là nhiều dòng xe, lắm lúc mình thông số mình không có nắm chuẩn hết được. Có biết nhưng mà không nắm hết hả? Tại những cái đó nó cũng dễ lắm, nó có trên diễn đàn, trên mạng nhiều. Bô jean nha, chưa có vô đồ chơi bô. Nói chung này xe này tạm tính như xe jean đi chứ không có đồ chơi gì bao nhiêu hết. Cái da yên màu nâu hả, da yên màu nâu, da jean hết nha. Mới xài lớn là tất cả jean hết. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 59A3 32258, 32258 nha. Rồi không có số 4, đẹp luôn. Rồi vừa ý luôn á, dòng xe T100, T120 thời gian qua xe xài lớn rất là ít. Mình mua có chiếc nào là gần như được bán luôn chiếc đó luôn à, nên là ra không có cơ hội ghi nhiều. Đang cố gắng làm nhiều cái clip về mua nhiều hơn, làm nhiều clip nhiều hơn về Triumph và BMW, nhưng mà bị Harley áp đảo quá trời luôn. Hiện giờ còn có Bubber cũng 2022 luôn, này cũng 2022. Rồi, chắc mọi người quan tâm nhất là cái giá. Thì chiếc T120 này giá ra tên mới bữa nay nó tầm 635 đến 640 xe mới nha. Còn chiếc này xài lướt 4.500 cây thì chiếc này có giá bán 550 triệu. Dạ, chào anh. 550 triệu cho chiếc T120 đời 2021 nha. Này là đúng ra là đời 2022 rồi, nhưng mà đăng ký sớm là 2021. Rồi, giá bán 550 triệu nha. Các anh có quan tâm thì hãy liên hệ nha, tiết kiệm cũng đâu đó gần 100 triệu. Anh em mà có điều kiện mà đi mua xe mới rồi á, để làm của luôn thì đi ra đập thùng xe mới, đặt xe mới nha. Còn ví dụ anh em chơi mà thường hay đổi trải nghiệm chơi nhiều dòng thì đây cũng là một lựa chọn rất là ok, rất là hợp lý. Tại vì mình chơi một thời gian trong vòng 6 tháng quay đầu thì mình cắt lỗ 10%, tạm tính nó tương đương 50 triệu, 55 triệu gì đó. Này, trong vòng 6 tháng đầu anh em chơi trải nghiệm thì mình bao da quay đầu thì tầm 10%, một cái giá nó sau này không chơi nữa thì mình không trải nghiệm nữa thì cắt lỗ nó cũng nhẹ nhàng. Trong vòng 6 tháng chơi xe là, hoặc là có khi hơn 6 tháng nữa, cái này nó cũng không có trượt giá nhiều nữa đâu, tại cắt lỗ khúc đầu rồi. Thì mình tư vấn thêm vậy thôi, chứ còn những anh có dư điều kiện rồi thì cứ thoải mái và trải nghiệm thôi. Mà chiếc xe này cũng gần như là mới luôn, còn bảo hành hết luôn, cặp chìa khóa còn mới tinh. Rồi công chứng mua bán sang tên rút gấp gì cũng ok nha. Thời gian gần đây thì rút nó hơi chậm tí, cũng mong các anh có quan tâm thì thông cảm cho. Vì cái việc phân bổ sang tên rút gấp á,
thời gian gần đây nó cũng khá là chậm, giống như nó hên xui lắm mà. Có lúc có nơi địa phương thì có khi nửa tháng, một tháng xong, có nơi thậm chí hơn 2 tháng cũng chưa có luôn. Thì cũng vậy chứ mình cũng theo hoài, cũng mong các anh thông cảm cho. Rồi, mình cũng xin kết cái clip tại vì cũng đang có khách tí nữa. Rồi, xin kết cái clip tại đây. Và lại một lần nữa mình rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em, bạn bè đã quan tâm và ủng hộ. Quên nói cái số điện thoại nha. Trên góc màn hình có hai số điện thoại 0933 891 954 và 0902 319 854. Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường Lạc, quận Bình Tân nha. Và mình có trang Facebook cá nhân á, Nga Lê Văn. Anh em có theo dõi gì thêm thì theo dõi nha. Tại vì thường thì xe về cập nhật trên đó sớm hơn ở dưới khi làm clip này. Làm clip này mình lắm lúc mình bận, mình làm nó hơi lâu á. Anh em có theo dõi thêm, tìm kiếm xe gì sớm hơn thì hãy theo dõi thêm ha. Rồi, một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn mọi người. Rồi, xin chúc mọi người sức khỏe. Rồi, xin chào.